cùng bạn đọc sách xin chào các bạn và các em. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có dạy. Dân ta phải biết sự ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Việc giáo dục lịch sử cho thế hệ sau là một trong những nhiệm vụ quan trọng ở mỗi thời đại. Nhằm giúp các bạn đọc nhỏ tuổi dễ dàng hiểu được lịch sử dân tộc mình, cùng bạn đọc sách giới thiệu quyển sách Lược sử nước Việt bằng tranh, sách do Hiếu Minh, Huyền Trang viết lời. Nhà sử học Dương Trung Quốc, hiệu đính, nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2017. Sách dày 92 trang, song ngữ Việt Anh, kèm hình ảnh minh họa đẹp mắt, thú vị. Lược sử nước Việt bằng tranh cung cấp cho người đọc lịch sử dân tộc ta từ khi khởi đầu đến năm 1976 khi nhân dân ta bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước. Bạn đọc có dịp tìm hiểu một cách đầy đủ, dễ hiểu Dễ nhớ, từ năm 2879 trước công nguyên đến thời đại hùng vương, trải qua các triều đại, đến hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Quyển sách khép lại ở năm 1976 và mỗi chúng ta đều có quyền tự hào về bề dày lịch sử hào hùng của dân tộc mình. Từ đó tiếp bước cha anh, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc Lược sử nước Việt bằng tranh không chỉ giúp bạn đọc nhỏ tuổi hiểu thêm về lịch sử dân tộc mình với từng giai đoạn lịch sử, mà còn hiểu thêm về thế hệ cha anh phải nỗ lực ra sao để vượt qua những thử thách của lịch sử, tạo nên những chiến công hiển hách để lại những bài học sâu sắc cho đời sau noi theo. Lịch sử đã để lại cho hôm nay một cơ đồ mà các thế hệ cha anh của chúng ta đã dày công xây đắp rồi mai đây chính thế hệ của các em sẽ phải gánh vác phải phấn đấu cho nước ta thêm giàu dân ta thêm mạnh lịch sử dân tộc thêm những trang vàng vẻ vang trong tương lai các bạn và các em hãy cùng tìm đọc nhé tạm biệt và hẹn gặp lại